Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với lại tập 7 của Mini World sinh tồn update mới, hay còn gọi với cái tên là sinh tồn cực hạn. Các bạn thấy có gì mới mẻ không? Đây là cái nhà mới của mình xây cái nhà này là nhà trên cây các bạn ạ. Nói nhà trên cây thôi nhưng mà nó giống như kiểu nhà trên trời hơn chứ không phải nhà trên cây nữa. Nó chả có cái cây mịa nào đây cả, nên là tôi xây luôn trên trời phải không ạ? Xây vào mấy cái cây ở trong rừng nhiệt đới nó cũng khó ấy. Tại vì cây ở rừng nhiệt đới thì phải xây theo kiểu vòng tròn quanh cái cây. Tôi thấy xây như thế nó khó, với cả là tôi xây nhà gà. Cho nên là tôi xây nhà nó kiểu nó cứ đơn giản, tôi dễ hiểu là được rồi. Cho nên là tôi tưởng tượng ra một cái trụ xong rồi là tôi xây ra một cái nhà, thì đây là cái nhà mới của tôi nha mấy ông nhá. Tôi cũng đã chuyển con bo lên trên này rồi. Con bo nó có dịch chuyển mà, kiểu dạng chó Yadrat thì nó có kỹ năng dịch chuyển tức thời ấy, nên là nó dịch chuyển lên trên này rồi các bạn ạ. Nó lên ở chung mình rồi. Thì đây là cái ruộng của mình, và mình cũng đã gọi là nhận được góp ý của các bạn, là các bạn bảo là cái thuốc nhộng lục là chế từ xương rồng ra. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều về góp ý đấy, và mình cũng đã biết cách để chế cái gọi là thuốc nhuộm lục ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Thì đến lúc mình sẽ chế sau nhá. Bây giờ mình sẽ đi chế nước dưa hấu các bạn ạ. Ui, các bạn trông quả vườn của mình này. Đây là vườn cây này, bao gồm là hoa hướng dương, hoa chuông vàng, cây thùa đỏ, cây thùa tím, cây thùa vàng, rồi cây thùa cam, rồi lại là hoa huyết giác các kiểu để chế đồ ăn các bạn ạ. Và hoa chuông vàng thì dùng để chế cái nước dưa hấu. Thì mình hiện tại mình đang chế cái nước dưa hấu đây. Bây giờ mình có nhiều dưa hấu các bạn. Còn đây là cái chuồng bò của mình các bạn ạ. Vâng, mấy con bò nó vẫn kêu ghê lắm. Chắc chuẩn bị tôi lại ra cho bò ăn tiếp, mấy ông đợi tôi tí nhá. Đây, chế 64 cái nước dưa hấu ấy. Kinh không? Em phải gọi là chế đồ nó cứ theo kiểu gọi là hàng trăm luôn ấy. Các bạn tưởng mình sẽ gọi đồ ra nhưng mà không các bạn ạ. Mình cày đồ kinh lắm. Mình cày vãi nồi cày luôn ấy. Uầy, phải cần cây thùa hồng để ghép với cái này để ra cái nước ép dưa hấu này. Mình có cây thùa hồng nhưng mình lại không trồng. Ui chết cha. Có khi đến lúc mình phải trồng thêm cái cây thùa hồng để ghép cái nước dưa hấu cho nó chất lượng, nhưng nước dưa hấu này hơi phế. Đây các bạn, mình có nhiều già vãi nổi này. Thì mình vừa mới gọi là chế ra cái bàn phụ ma ấy, xong mình phụ ma một nồi đồ luôn. Là hiện tại đồ của mình có phụ ma rất là kinh luôn các bạn. Nhìn pháo này, pháo có vũ hạn xạ kích 4 này, đốt cháy 2 bền 3, cửa lực xạ kích 2 đánh lui 3, rồi các cái loại như kiểu kiếm kia các thứ, nó đều rất là nhiều các cái gọi là các cái phụ ma luôn. Ví dụ cái kiếm này của mình đánh một phát nó có thể khiến cho con quái của mình nó bị lùi đi khoảng 10 ô các bạn ạ. Đây này, đập một cái là con bò nó sẽ bay mất luôn. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ đánh thử con bò này nhá. Nó sẽ bị bay mất luôn các bạn ạ. Bay mất tiêu luôn. Đó, hiểu không? Bay xa vậy nổi. Này mấy ông nhìn này, thịt bò tôi nhiều vãi rồi ấy tề. Giết bò nhiều quá nên về thịt nướng nó nhiều ấy. Rồi ok, lại phải cho mấy con bò ăn rồi. Mấy con bò nó kêu ồn lắm nên là tạm thời mình hạ âm lượng xuống các bạn nhá. Tí nữa mình tăng âm lượng lên sau các bạn nhá. Khổ ghê luôn ạ. Thế luôn mấy con nghĩ bò kêu mệt vãi nổi. Bây giờ tôi sẽ cho bò ăn một tí mấy ông nhá. Cái tầng trên này tôi vẫn chưa biết là để làm cái gì. Chắc là tôi sẽ làm đây như kiểu cái kiểu lăng bác ấy. Mình xây trông giống lăng bác vừa lờ. Các bạn ơi, mình thật sự là mình rất là thông báo các bạn một tin buồn. Là hôm trước mình hơi ngu một tí. Là mình lại đi đưa cho tân rổ cầm cái giáo hơi sớm. Làm em nó hung chó, có em nó vác giáo, nó chơi nhau với gia nhân của toàn cái rừng này luôn. Thế là trong lúc em nó combat thì là em nó đã bị ba con lợn hiếp cùng một lúc và em nó đã ra đi. Tân Rổ là một người bảo vệ sống trong làng của Hùng Akira YouTuber trong 2 ngày. Lý do ra đi chọn nhầm đối thủ khi chiến đấu. Buồn lắm các bạn ạ. Mình nghe nói là nó rơi ra cái huy hiệu thổ dân này thì khi mà gắn lên bia đá chúng ta sẽ tưởng nhớ được thổ dân đã chết. Tân Rổ đi rồi các bạn ạ. muốn khóc quá, khóc đéo chảy được nước mắt các bạn ạ. Các bạn biết người ta gọi đấy là gì không? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì tầm này. Chết tôi quên, tôi không lấy cái thuốc nhuộm lục. Đây, mình nghe các bạn hướng dẫn là dùng xương rồng để chế ra được cái thuốc nhuộm lục. Từ từ để tôi tăng âm lượng lên cái. Thì hôm nay mình sẽ gọi là để xem là góp ý của các bạn nó có hợp lý không nhá. Mình chưa chế thử luôn á, mình chưa băng quăng vào bàn chế thử thuốc nhuộm lục. Chế được thật này. Ôi cảm ơn các bạn nhiều nhá. Ôi các bạn góp ý được vãi rồi luôn. Đầu tiên ấy là các bạn có mấy bạn góp ý ở bên trên ấy. Các bạn biết các bạn chat là gì không? Các bạn chắc là xương rồng. Tôi lại tưởng xương rồng là xương con rồng. Cứ là tôi be like kiểu vãi cả nồi à. Em làm dẻo đã đánh được đấy ra con xương rồng. Xương rồng là con rồng 3 lần. Thế thì bao giờ thì em mới gọi là có cái lá cờ thổ dân được. Xong rồi là một lúc sau bên dưới có mấy bạn chat là cây xương rồng. Thế là mình mới bảo là ra đó là cây xương rồng chứ nó không phải là xương con rồng các bạn ạ. Ok luôn, một chém phi tiên luôn. Ui dồi ôi, vãi đồ dê đi hơi xa. Ok, thì đấy là giờ đấy mình mới hiểu các bạn ạ. Đây này, đống giấy phụ ma mình vứt dưới kia đầy kìa. Mẹ nhiều vãi trưởng luôn đấy. Mình vứt một mả giấy phụ ma.
Rồi, chúng ta sẽ cùng chế thử cái lá cờ lâm nghiệp nhá. 995 à, ok, như vậy là nó sẽ gọi là lâm nghiệp một khoảng quanh 995. Bây giờ mình sẽ muốn gọi là gọi thêm bớt thổ dân ra nữa. Mình sẽ đi gọi thêm khoảng 2 thổ dân nữa ra để gọi là canh tác cùng với lại Mr. Vịt, cho Mr. Vịt đỡ mệt nhá. Như vậy mình sẽ chuyển sang giờ đêm để tìm thổ dân ha. Bây giờ là tạm thời là mình nghĩ chắc là thôi cứ để cho gọi là các anh thổ dân ngủ ở đây đi, cho nó gần cái vật tổ các bạn ạ. Rồi bây giờ là Mr. Vịt sẽ cần giường. Khổ thế đấy, mà tại sao Mr. Vịt không biết đường đi ra đây nhở? Mệt thế nhở? Bây giờ mình sẽ cắm thử cái lá cờ ở đây để xem là Mr. Vịt có biết canh tác không nhá. Ơ định mệnh nhà nó, Mr. Vịt ơi về ngủ em ơi. Ôi may quá, dẫn đường dẫn lối mãi cuối cùng anh cũng biết bơi về ngủ rồi. Hay quá, anh ngủ rồi, anh có giấc rồi. Đấy nhá, em để bánh mì của anh ở đây nhá, không ai ăn của anh cả, biết chưa? Đấy, người ta là thương anh, người ta gọi là thương tới bến luôn đấy. Em đúng kiểu em thương, gọi là em thương cho, gọi là thương cho chót luôn đấy. Được rồi các bạn, đến chuyên mục hiếp những con lợn đi lẻ rồi. Ấy định mệnh nhà nó đấy, con lợn. Con lợn bình tĩnh, từ từ, lợn ơi đình chiến. Lợn ơi, đừng đánh tao nữa, đau. Ai, cái bếp lửa chế kiểu gì nhở? Khối đá à? Không có đá. Trời ơi, khoan của tôi mẹ tốc độ 4 đào với tốc độ bàn thờ mẹ luôn các bạn. Tôi phải dụ con lợn này, tôi phải hiếp được con lợn này. Từ từ bình tĩnh đã. Bây giờ nếu mà chịu hồi thổ dân ra thì có thể là sẽ bị chết sớm. Ôi, Mr. Vịt. No, Vịt. À, đừng. Đừng giết Mr. Vịt. Mr. Ôi, không. Định mệnh nhà chúng mày. Má mày, mày giết Mr. Vịt của tao. Cái định mệnh của nó đúng là kiểu để thổ dân ở bên ngoài này không ổn các bạn ạ. Không, thực ra cũng ổn đấy, nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta phải chúng ta phải sao nhở? Chúng ta phải mình chưa có thịt đấy. Để tôi đi lấy thịt đã. Lúc nào cũng nên cầm thịt nướng trong người các bạn ạ. Ui, định mệnh của nó lác hết cả map rồi. Map nó nặng quá. Đây bây giờ mấy con dĩ loạn này ra ăn đi. Ăn này. Đây, quậy đi, tụ tập đi, xong rồi là tao quật chết 2 con, tao biến 2 con thành của tao. Còn lại là những thằng khác là tao hiếp hết. Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. Ngoài 2 con lợn mà tao bắt ra thì những con còn lại thì đều đi về với lại cắt bụi hết. Ok, chúng mày không muốn lửa thoải mái đi. Thì ngay trước tiên là bọn nó phải ngất đã các bạn ạ. À, hôm trước là tôi rút kinh nghiệm rồi, nếu như mà tôi đánh bầy đàn nó trong lúc mà bọn nó đang gọi là tiệc tùng với nhau là cả đám nó quay ra nó vả tôi đấy. Cho nên là phải biến 2 đứa thành của mình đã. Ok. Sao nó vẫn còn một con lợn nó không ngủ đây? Định mệnh nhà mày. Ok luôn. Ngủ đi. Ngủ đi. Đúng là như vậy. Ok. Còn tất cả những con lợn khác thì đi về với cát bụi hết. Đi về với cát bụi hết. Đây rồi. Chính xác. Ui, hai bé thổ dân. Ơ, khủ long. Mày đánh tao à? Định mệnh nhà mày, khủng long còn què thì đi đánh chủ ạ. Tức thế nhở? Ê, định mệnh nhà nó đâu? Con lợn. Bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nào. Đông thổ dân quá, đánh nhau loạn xinh ngầu quá. Đây rồi. Thổ dân chỉ ăn bánh mì thôi. Đúng rồi. Khổ thế nhở? Tại sao ấy? Cái gì cũng cần thế này nhở? Nào, bánh mì. Ra gán. Là gà rán hả? Ok, Garena, hello anh Garena. Định mệnh nó cứ dắt vào cái bếp lửa là bị lửa. Định mệnh nó may quá, giáp mình có kháng cháy chứ không nãy giờ là mình đi về với ông bà rồi. Ấy đừng. Đừng có hiếp thằng đầu moi này của tao. Ui, thổ dân đầu moi này. Hello moi. Ok luôn, tủ hiếu là hủ tiếu á. Ok. Dây giường ở đây. Đây, giường đây. Rồi ok, may quá trời được 2 thổ dân rồi, nhưng mà Mr. Vịt đi về với cát bụi rồi các bạn ạ. Tomorrow. Tại sao mày lại không lấy cuốc? Có hay không việc bọn này khinh cuốc sắt, tao đéo chịu lấy cuốc sắt. Chuẩn luôn. Định mệnh nhà nó nữa. Nào bây giờ nhá, cuốc sắt không lấy, cuốc vàng lấy không? Đéo. Đéo lấy luôn. Mà mày, bây giờ cuốc kim cương mà mày không lấy nhá. Đéo. Đéo và đéo. Tôi đang thắc mắc một điều là tại sao hai thằng này nó lại không ăn nhở? Kỳ cục kẹo thế nhở? Vô lý thế nhở? Hay là trong trường hợp này là bọn này nó bị gọi là tha hóa về mặt vật chất rồi. Vậy là có đứa nó sinh ra nó sẽ được làm lâm nghiệp và có đứa sinh ra nó sẽ để làm chiến binh à? À, vậy là hai đứa này là làm nghề chiến binh rồi các bạn ạ. Như vậy là bọn này nó chỉ chiến đấu thôi. Như vậy thì mình sẽ cắm lá cờ chiến đấu ở đây cho tụi nó đánh nhau. Đúng rồi. Mày ở đây đánh nhau nhá. Bạn nhóm Mr. Vịt với Siro đi rồi em ạ. Cẩn thận không, chúng mày đi theo đấy. A few minutes later. Rồi các bạn ơi, mục đích của tôi hôm nay hiện lên đây không mục đích gì hơn ngoài việc là đánh rồng các bạn ạ.
thì chúng ta sẽ cùng gọi là đi đánh rồng thôi. Mục đích của mình hôm nay là sẽ đi đánh con rồng 2, tại vì là mình đã chế tạo đủ đồ để đánh con rồng 2 rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đánh con rồng 2 nha các bạn. Ui, trông nhà mình trông nó cứ bị hiện đại không, mặc dù là từ mấy cái bọn bò cái thứ này trông nó hơi bị phiền, hơi vướng víu một tí, nhưng mà được cái là nó vui nhà vui cửa mấy ông ạ, cũng được. Bây giờ tôi sẽ chế ra cái đàn, cái kèn để gọi hai con con rồng 2 nhá. Ui, được vãi đổi luôn các bạn, mình cầm theo một mã tên đấy các bạn, nhìn bao nhiêu tên không. Khổ quá, Dương mẹ mày. Dương ở ngay đây này, tổ sư choa nhà mày nữa, cay thế nhở. Mấy thằng lồng bàn này toàn di chuyển xong rồi cái xong rồi bị mắc xong rồi không chạy lên được, rồi lại này lại ngồi kêu bảo cần giường. Nhảy lên, đúng rồi, bắt cua lên. Nếu hiểu kiểu gì luôn thề. Hoài chắc chắn không phải dân bắt cua rồi. Định mệnh nó có cách nào để dập cái bếp lửa đi không? Định mệnh nó chứ nãy giờ tôi thấy thằng này nó, mấy thằng này nó cứ dẫm vào bếp lửa xong rồi có khi có ngày nó chết ấy. Hẹo ấy. Ừ, các bạn đề nghị các bạn là hồi máu đi nhá. Nằm ngủ đi bạn. Bây giờ nhá, cái giường này có người rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta đập ra. Ui, người ta bảo là nhặt được của rơi thì tạm thời chuyển thành của mình cơ mà. Kém thế nhở? Không hiểu sao bọn này nó non ấy. Ơ. Ok, bú dưa hấu là quá đủ rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm đĩ rồng phát nữa các bạn nhá. Trong lúc di chuyển đến rồng thì thôi nó hơi lâu một tí, nên là xin phép anh em là tôi sẽ gọi là cắt luôn, tôi di chuyển đến chỗ con rồng cái nhá mấy ông nhá. Để tôi tìm đường hôm bữa tôi đi cái. À mà từ từ đã mấy ông ạ. Để tôi giới thiệu cho mấy ông mẹ quả vũ khí mới được phụ ma của tôi. Ui trời ơi, một đập quy tiên này. Giáp của tôi giờ chống cháy nhá. Bọn này nó cắn nó gọi là như muỗi đốt luôn. Tuổi luôn. Chúng mày đã nhìn thấy con thỏ vạng chết mấy con cự nhân vào chưa? Chưa, giờ chúng mày thấy rồi đấy. Ai định mày nó tắt phát mất đầu á. Ui mày nó tắt phát mất nửa máu ạ. Đéo được các bạn ạ. Bọn này vẫn khỏe lắm nhưng mà không có cửa với ta bây giờ. Ơ, định mày nó xịt à? Ví dụ nhá. One hit đi luôn này. Chết ngay. Không chết không lấy tiền. Một con này. Ơ, định mạnh nó yếu chết thật kìa. Một con này. Ơ, định mạnh nó thế mà không chết. Ơ, thôi, thôi bạn ơi. Thành xa bố mày ra trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn biết chưa. Thôi mình đi đây các bạn ạ. Ui, chỗ này có đường bay này các bạn. Mà tôi không biết hôm bữa tôi đi ngồi đào. Đào lâu vãi cứt ta. Tôi bay cho nó nhanh với ông ạ. Ui, định mạnh ơi. Nhưng mà không có chỗ đáp mà tôi sắp chết rồi đấy với ông ạ. Chết rồi. Không chỗ đáp mà cáo tên lửa kêu tít tít là lúc đấy là hùng về với các cụ đấy các bạn nhá. Ui đây rồi, chào các bé quái lòng đất nhá. Bố mày phụ ma chỉ để chơi chúng mày thôi. Một quả này lại còn có cả hiệu nước cháy nữa, sợ chưa? Sợ chưa? Bây giờ tôi sẽ cho mấy ông xem mẹ cung với cả là cường lực xạ kích với cả đốt cháy nó sẽ bắn, nó sẽ thốn như thế nào. Này, anh hùng xạ tiễn này. Cứ mỗi phát là đốt đầu vãi nồi luôn. Đầu vào là luôn, chết liền. Ơ, đỉnh mạnh nó không chết à? Ui, mẹ tôi bắn cự nhân nướng đâu rồi. Ơ, ui định mạnh trâu thế. Đéo được rồi các bạn ạ. Con này chỉ có đánh bằng kiếm thôi. Đấy, kiếm của tôi được tăng sức mạnh lên, nó tầm cỡ bây giờ gọi là búng phát mà chết mấy con này thôi, không có việc gì phải sợ cả. Đây rồi, đến rồi các bạn ơi. Kiểu giá trị cuộc sống mới được nâng cấp ấy. Thành ra là bây giờ tôi kiểu tôi bị giàu, xong rồi đồ tôi trâu quá, bây giờ thành ra là quái vật đối với tôi nó bình thường quá. Ơ, định mạnh nhà nó nữa. Sao tôi cảm giác tôi không bay được nhỉ? À đây là bay được rồi. Ôi trời ơi, ra gọi con rồng 2 nào. Nhìn chung là rồng 2 nó cũng thuộc dạng gọi là bình thường thôi. Nói chung là cũng chắc là cũng búng vài phát là chết chứ mà. Ơ, định mạnh cái mày nữa. Tự mày hiện ra đầu tao giật tất cả mình. Mấy con rồng này nó hiện ra cái mà có khi nó đánh cận chiến là có khi mình chết luôn đấy. Giáp của mình toàn kháng cháy với kháng nổ thôi các bạn ạ. Để hạn chế việc mình bị lửa đốt đấy. Bình thường lửa đốt là 5 máu một giây hoặc 10 máu một giây đúng không? Thì bây giờ lửa nó chỉ đốt mình mất có 2 máu một giây thôi. Đó, nên là bây giờ mình rất là trâu. Nên là mình không sợ bị chết bởi lava các thứ nữa, mình sẽ gọi là có thời gian để gọi là sống rất là tốt. Pháo mình đam cũng rất là mạnh. Ui, định mệnh nhà nó đam rất là mạnh mà sao bắn cái thấy gãy ngứa thế. Ơ, định mệnh nhà nó. Sao con rồng có cảm giác như kiểu nó muốn đánh cận chiến tôi nhỉ? Định mệnh nhà. Trời. Vô vậy. Úi trời ơi, mẹ một phát cái cảm giác như kiểu nó sắp thử gãy cánh rồi. Ơ, không trúng nhá. Khó nhở? Ui, định mệnh cái đam đốt cháy của pháo được cái. Ơi, ơi, quên mất con này nó có kỹ năng skill mới, nó gọi là triệu hồi cự nhân nhở. Ơ, hình như nó còn triệu hồi được. Hình như nó còn triệu hồi được cả mấy con bắn cung thì vậy. Nhéo biết được nữa nhưng mà nên đề phòng các bạn ạ. Úi dồi ôi, đốt cháy nó lại gọi là đau. Hình như là hai viên liên tiếp sẽ không gây ra đam được không ạ? Ok, được rồi. Ui, đau vờ lờ luôn. Ơi, định mệnh cả nó nữa, hai chiêu nó vừa nổ với nhau làm tôi mất đam. Ui, tôi mà không có kháng nổ tôi chết rồi phải không ạ? Tôi mất 70 máu, nếu như mà tôi không có kháng nổ là tôi chết chắc rồi. Bởi vì mất 70 máu chứng tỏ là mình mất nhiều hơn 100 máu rồi. Tại vì kháng nổ mình khá là trâu ấy. Định mệnh nó chơi luôn vậy. Dã nó tới bến luôn. Mày này, mày này, mày này. Dã tới bến luôn. Pháo tới bến 3 cơ mà. Ơ, định mệnh nó đâu rồi? Ơ, úi xồ ôi. Mấy ông nha, mấy ông để tôi test thử xem con này đập mất bao nhiêu phát là chết nha. 2 này, 3, úi xồ ôi. 3 đập và ngất luôn. Ví dụ bây giờ tôi thử cận chiến con rồng nha. Ơ, mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Như bây giờ tôi được cận chiến con rồng nhá. Ơi!
thousand years later. Mình vừa trở về từ cõi chết đây các bạn. Do mình đang nghịch ngu, mình cứ nghĩ rằng con rồng nó tát một phát thì mình không chết, mặc dù mình mặc bộ giáp kim cương. Mình chết rồi các bạn ạ, và mình đã phải dùng nút hồi sinh. Ok, chấp nhận là mình đã thua series sinh tồn cực hạn, không có gọi là sống được, gọi là từ đầu đến cuối mà không mất mạng nào. Mình đã chết mất một mạng rồi các bạn ạ. Sinh tồn cực hạn bây giờ nó cho phép hồi sinh nha các bạn. Khi mà các bạn sao lưu dữ liệu vào ấy, thì mình có gọi là sao lưu dữ liệu ấy, cho nên là mình chỉ cần gọi là khôi phục dữ liệu lại là nó sẽ hồi sinh được. Nhưng mà mỗi tội là như thế là chơi bẩn. Nhưng mà thôi được rồi, mình có thể lừa các bạn bằng cách là mình cắt đoạn đấy ra được mà. Nhưng mà không sao các bạn ạ, chết là chết, là phải gọi là công khai, đó là phải rõ ràng. Nên là có gì gọi là mong các bạn thông cảm, tại mình chơi ngu. Bình thường mình không chết ở đâu, nhưng mà tại mình lỡ, mình tưởng con rồng này nó tát một phát là không chết đâu. Mình vào mình khịa nó cái, nó tát cho phát gọi là đi luôn ạ. Rồi mình rút kinh nghiệm, lần sau mình không chơi ngu nữa, thề từ nay mình không mà mình gọi là léng phéng với loài rồng nữa các bạn ạ. Với cả nhân tiện là tự dưng con rồng nó đi đâu mất rồi, với cả là chết cha rồi, kéo áo giáp, kéo áo tên lửa của tôi nó sắp vỡ rồi ông ơi. Ấy định mệnh nhà nó sau lưng tôi có một con cự nhân, tôi biết mà. Định mệnh nhà, định mệnh nhà mày nữa mẹ, chết quả ngu vờ lờ. Đây rồi, thứ đi rồng, thứ đi rồng, định mệnh nhà nó cái quả cung tên khó bắn có mấy ông ạ. Ok, từ nay rút kinh nghiệm nhá, không trêu với họ loài rồng bằng cách chơi cận chiến nhá, không đèo ra rồi hiếp cho lúc đấy lại bảo tại số. Định mệnh nhà nó con cự nhân nó vừa tát tôi một cái, tôi mất nửa cây máu với ông ạ. So với cứ tê tê, con cự nhân nó tát đầu vai mẹ, định mệnh nhà nó này thì rồng. Thôi nói chung là đúng ra là tôi thắng con rồng không mất mạng nào đâu, nhưng mà tại tôi lỡ chơi ngu nên là coi như là tôi thua con rồng rồi mấy ông ạ. Nhưng không sao cả, tôi vẫn là người thắng, bởi vì sao, tôi là người sống còn con rồng là con chết. Nói chung là lỗi tại con rồng các bạn ạ. Ôi, chúng ta được xương rồng rồi các bạn ạ. Xương rồng này chúng ta có thể sử dụng để kết hợp với sợi tơ để chế ra một thứ vũ khí, nó gọi là cung xương rồng. Nó gọi là vũ khí, nó gọi là dã man con ngan, vô tàn bạo, vô nhân đạo luôn. Ok, do là chúng ta hiếp chết con rồng nên chúng ta sẽ gọi là đi về. Và cái kết tinh hỗn loạn này tôi sẽ xem cách chế lại sau, bởi vì tôi cũng khá là nhớ cái cách chế của cái trứng này mà. Ôi, định mệnh nó mưa to quá. Mưa chắc khóc cho nỗi lòng của tôi ấy mấy ông ạ. Tại pha chơi ngu, nói chung là cũng gọi là lỗi tại mình. Rồi các bạn, để gọi là giải xui, chúng ta chơi lô tô kim cương phát nhở. Nói chung là cũng vì các bạn thôi. Bởi vì là mình thấy khá nhiều bạn muốn xem cái ui định mệnh nó thúc nổ với vật lắm đó vậy. Có thằng nào nghịch lung tung nổ đấy. Các bạn kiểu các bạn cũng thích xem series sinh tồn cực hạn ấy. Mà bây giờ chết xong làm lại nữa mà chết các bạn ạ. Mà trong khi cái map này của tôi cày đồ biết bao nhiêu. Cho nên là không được, cho nên là mấy ông thông cảm tôi nhá. Tôi bắt buộc tôi phải hồi sinh thôi. Chơi nó hơi dơ một tí nhưng mà cuộc sống mà các bạn ạ. Ai rồi cũng phải hồi sinh thôi. Đấy thì đây nói chung là đây là map của mình. Nói chung là chơi hơi ngu tí là để con rồng lỡ nó tát cho phát cận chiến là hẹo luôn. Đến lúc mình sẽ triệu hồi thêm các cái gọi là sao nhở, các cái thổ dân khác ra để làm một đội quân chiến đấu các bạn ạ. Với cả là mình bè là mình có hoa hướng dương rồi này, là hoa hướng dương là để chế ra cái búa xương phù thủy đấy. Xong rồi là mình sẽ chế ra một đống búa xương phù thủy lên, xong rồi là mình sẽ đi nhặt tinh thể lưu hình để mình triệu hồi đội quân gọi là gì nhở, đội quân gọi là thổ dân. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời là như vậy đã các bạn ạ. Và rồng ba chúng ta sẽ cần 1000 da cơ, là cái khó kiếm nhất, còn mấy cái khác thì khá là dễ kiếm thôi. Cho nên chúng ta sẽ còn phải giết lợn dài dài đấy, giết bò dài các bạn ạ. Đó, đây là map của mình cũng như là đã xây nhà rồi. Thì ok, chắc thôi, có lẽ tập sinh tồn cực hạn này mình sẽ xin phép dừng lại tại đây. Nếu các bạn thích các video của mình thì quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ cái thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha. Có bé xin chào, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc ngày thôi này. See you again, bye bye. Bắt buộc phải hồi sinh một lần buồn quá.